thằng nào vừa đập bóp xe tao ấy. Thằng nào? Đây công an Hưng Yên này. Đập bóp xe tao nhá. Xe nào mày bảo đập xe? Ê, thằng nào? Thằng nào vừa đập bóp xe tao? Thằng nào? Vừa mày đập xe tao đúng không? Thằng nào? Nhá. Tao quay video camera hành chính nhá, chúng mày nhá, chứ chúng mày này. Này mấy công an Hưng Yên này. Này, đập móp xe dân này. Nhá. Mày đúng không? Mày đập xe tao đúng không? Mày đập xe này, camera. Anh ở đâu đấy? Mà anh đập móp xe tôi. Anh ở đâu đấy? Anh là công an đi. Anh phải công an, công an này hành động anh bập bóp xe của tôi. Anh ở đâu đến? Tôi ở trên Việt Nam này. Anh ở đâu đến mà anh nói? Ê, công an Hưng Yên này. Nhá. Rồi, cứ yên tâm đi. Mẹ đang đi công an Hưng Yên nó chặn lại đập móp xe mình luôn. Đây công an tỉnh Hưng Yên đây. Công an thành phố Hưng Yên đây. Đây nó đập móp xe của tôi. Đây mấy công an giao thông Hưng Yên này. Phố lối này. Đây anh này, anh này đập xe tôi này, đập móp xe tôi này, anh đập xe tôi, anh đây này, anh đập tôi này, anh đập xe tôi, móp cửa này, rồi anh yên tâm đi, con người sẽ muốn anh còn đang mùi rượu đấy, anh còn đang mùi rượu, tôi sai chứ nhận, anh còn đang mùi rượu đấy, anh người đập, anh điều khiển phương tiện còn đang mùi rượu đấy, anh đập đây, xe tôi đây, anh còn đang điều khiển phương tiện còn đang mùi rượu đấy, anh còn đang mùi rượu đấy, bây giờ trước mắt là cái đập xe tôi. Hiện tại anh còn đang mùi rượu, anh xuống, anh ở đâu xuống? Này, anh ở đâu xuống? Anh đứng ở đường đây. Anh ở đâu xuống? Anh ở đâu xuống? Anh nói thế. Anh ở đâu xuống? Tôi ở Hưng Yên. Anh ở đâu vậy? Người ta còn đang đứng đây à? Nha. Đâu, người ta đâu? Đây. Đâu? Người ta đâu? Anh gọi lại. Đây công an Hưng Yên nhá. Người ta còn đang đứng đây à? Chặn tôi lại, tôi chỉ đi, tôi phanh lại từ từ mà anh đập cửa thôi. Tôi vẫn chấp hành cơ mà. Tôi có chạy đâu? Chả ai đập xe anh cả nhá. Anh ở đâu anh đến đây anh nói thế? Thôi, các anh này bây giờ ba người, các anh là một. Anh đập xe tôi. Đây công an Hưng Yên này. Phố lối Hưng Yên. Đập xe dân, móp cửa xe dân luôn. Bây giờ cãi là không đập. Đây. Bảo anh bảo anh điều khiển xe này có được con luôn đồng một con xuống. Con người nó chết với anh. Anh tâm ơi. Alo. Không. Con người nó chết với anh. Anh nói anh được. Đúng không? Em à. Anh đi phố lối công an giao thông ở phố lối này đập hỏng cửa xanh rồi. Ngay cho phố lối, ngay cho trạm này. Ngay trạm cho phố lối về đi. Đấy. Đập giữa chặn anh lại, anh chỉ đi chạy quá anh thanh vào rìa cái đập móc cửa xanh luôn. Đấy anh điện bất lực. Xong bây giờ cãi là không đập. Bây giờ cãi là không đập. Mấy anh em xuống đây xem nào. Ngay em cứ dễ ra ngoài rồi phố lối về xuống. Xong để điện bất lực cơ không. Nhá. Quay lại đây. Anh này đập xe tôi này. Anh đừng nói thế. Anh đập xe, anh bỏ hiệu ra. Anh bỏ hiệu tôi này. Tôi là người dân, anh làm việc bỏ hiệu. Tôi ở Hưng Yên. Tôi cũng ở Hưng Yên. Còn anh em tôi đi làm có tên tuổi đầy đủ. Anh yên tâm việc đấy. Anh bạch áo ra. Sao tôi phải bạch anh? Trong khi anh là phù hiệu, anh phải cho người dân chúng tôi được phép. Anh có được, anh được quyền giám sát. Tôi được quyền giám sát. Anh được quyền giám sát. Tên anh là gì? Tên anh là gì? Tên anh là gì? Giám sát chúng tôi làm việc. Tên anh là gì đã? Anh hỏi làm gì? Anh là người mặc cảnh phục công an Hưng Yên này, đập xe tôi này. Anh em chia sẻ tất cả chia sẻ của tôi nhá. Đây, đập xe tôi này. Lồng lặng tất mùi rượu nhá. Mùi rượu tôi chết. Lồng lặng mùi rượu phạt tôi, cả nhà phạt 50 triệu. Anh không phạt nhá. Nhưng mà anh đập xe tôi là đập xe tôi. Mùi rượu anh không nói chuẩn nhá. Câu nói của anh không chuẩn. Câu nói của anh không chuẩn nhá. Đập xe tôi. Tất cả anh em này đập xe tôi này, dừng tôi lại, tôi dừng lại đập xe tôi. Lát xe thôi. Lát xe. Anh này này, anh không cho xem tên, anh bỏ áo ra. Tôi là người dân. Anh làm việc, anh bỏ cái bảng tên ra. Không, anh đang làm việc, anh bỏ bảng tên ra. Cả các anh nữa. Anh bỏ bảng tên ra. Anh bỏ bảng tên ra. Anh bỏ bảng tên ra cho tôi nhìn. Tôi là người dân, tôi được phép đi từ đâu về đây. Bắt đầu anh kêu tôi được phép sát. Tôi đập xe. Anh này đập xe tôi. Đây. Anh bỏ cái bảng tên ra, chúng tôi xem. Tôi là người dân. Tôi là người dân. Anh đập xe tôi mà anh làm việc. Tôi xin lỗi anh đi. Anh đừng nói thế. Anh đập tôi là người, anh đập xe tôi. Có người dân đây. Chia sẻ mạnh cho tôi ấy. Công an giao thông ở phố lối như này.
đập xe người dân bây giờ cãi là không đập này, chặn tôi lại tôi chỉ chạy tôi phanh lại phát là đập bụp phát này. Đây anh này người đập, anh này là người đập. Anh bỏ bằng tên ra, anh bỏ bảng hiệu ra, anh bỏ bằng tên cho chúng tôi cho giám sát. Anh giám sát, anh giám sát, tôi kiểm tra không? Tôi kiểm tra anh không? Rồi anh giám sát. Lý do anh giám sát, anh giám sát tôi. Rồi. Đúng không? Nó chẳng có này. Nó chẳng là xe tôi ấy. Xe tôi hỏng. Xe tôi hỏng mà kiểm tra này. Thế nhưng mà anh phải chịu trách nhiệm về cái việc hành động của anh. Hành động của anh là cảnh sát. Tôi xin lỗi anh. Anh là cảnh giao thông, anh phải tôn trọng người dân. Anh phanh phanh tội, tôi có tội gì thì tôi có luật. Anh không có tội mà tự nhiên anh. Bây giờ anh đập xe tôi này. Tất cả chia sẻ lại, ba anh này cãi không đập này, ba anh này. Bây giờ hiện tại anh đang ba anh này cãi không đập này. Anh đập xe tôi và tôi tự dừng ra vạ công an à? Anh đập lắm bụp phát tôi dừng lại nhá. Đây. Tất cả mọi người livestream rồi, anh này là người đập, anh không cho bỏ bằng tên ra, anh là cảnh sát. Cảnh sát thông anh không bỏ bằng tên ra cho chúng tôi. Chúng tôi xem. Đây, anh bỏ bằng tên ra. Anh rượu cái gì? Anh này á, đây này. Anh đập xe thôi. Hiện tại anh có đang nồng nặc mùi rượu cơ, đúng không? Tôi tội anh phạt tôi. Mà anh đập xe thôi này. Đây không phải là tội. Yeah. Đây chẳng có gì là tội cả. Tôi anh sẽ, thì, anh vi phạm mới xử lý. Tôi sẽ tìm chỗ này cho camera không để cho xem. Bây giờ tôi có camera ghi lại hình ảnh nhá. Đây đây. Đây camera đây, cãi đi này. Camera đây nhá, cãi đi. Này camera này. Ở đây camera nhá, số nhà này. Đây có camera sẽ ghi lại hình ảnh anh công an này, anh đập tôi nhá, anh gọi cãi này không đập nhá. Đây. Bây giờ anh cãi này không đập đúng không? Anh cãi này không đập đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi camera nhá. Đây anh giao thông này anh cãi không đập này, lúc khi mà có hình ảnh nhá, anh này anh đập là kể cả ngày mai công an tỉnh Hải Dương sẽ về lấy cái trích xuất hình ảnh này. Nhất trí rồi. Anh là người đập đúng không? Hiện tại bây giờ anh còn đang lồng lọc mùi không, rượu. Không, bây giờ camera kia, mùi rượu thì đấy, camera rồi. Ok. Đây công an cãi nhá. Đây có hình ảnh đây rồi, có hình ảnh đây. Alo. Nào. Mẹ điện và mẹ bảo bố điện cho bác Lực nhá, bây giờ con đi qua công an phố lối ở thành phố Hải Dương ấy. Ở trước tỉnh của bác làm ấy. À thì Hưng Yên ấy là bây giờ con ăn các anh vẫy con vào để con chấp hành điều lệnh, con tăng tạt vào, con chưa kịp tạt vào các anh đập lát cửa xe ra. Bây giờ mẹ điện bác Lực để bác cho người ra ngoài này. Bảo bố điện bác Lực. Rồi mẹ bảo bố điện đi. Đập hỏng xe con giờ cãi con có hình ảnh, có camera nhà này có rồi. Con đang đợi anh em nó đến. Vâng, nhé. Đây em xuống nha, bây giờ em đến cái nhà này bây giờ nó có camera, nó có hình ảnh nhá, phải không? Mấy ông này em cãi, bây giờ ông có cãi là không đập cửa anh, bây giờ có hình ảnh đây, em đến gọi cửa, em mở cửa ra nhé. Để chính cái hình ảnh. Anh chặn tôi lại, anh chạy tôi chấp hành, tôi không hề chống đối, tôi không hề kể cả tôi có lỗi thì anh phạt. Anh đập xe tôi. Tôi có chạy đâu, tôi bỏ chạy đâu. Anh có camera anh cãi đi. Anh bảo anh không đập anh cãi đi, có camera anh cãi. Để anh nhào nó xuống đây để xem anh nhào nhá. Tôi lại xin hàng trăm người chia sẻ đấy để anh xem cái. Công an phố lối Hưng Yên này. Bằng không anh nào bỏ bằng tên ra cho nhìn này, anh nào cũng giấu bằng tên rồi xong hết này. Đây. Đấy, cái gì bằng tên? Đó bằng tên anh cho ra ngoài, anh phải cho ra ngoài để cho người dân người ta giám sát. Cái việc giám sát hay không được giám sát đây là việc. Đây bằng tên không có này. Đây bằng tên này. Tôi là người dân, tôi được phép được quyền giám sát. Tôi được quyền giám sát. Đứng ra ngoài. Đường nhanh à? Anh cứ đứng ra ngoài. Đường nhanh à? Đứng lên trên vỉa hè là an toàn. Tôi đứng đây, đây. Anh đứng lên vỉa hè là an toàn. Tôi tưởng đường nhanh. Tôi tưởng đây là đường nhanh chứ còn không phải đường nhanh thì bình thường. Anh đứng lên vỉa hè là an toàn. Anh đừng cho mặt đèn tôi, đèn vào mặt tôi. Anh cứ đứng ra ngoài. Công an giao thông soi thẳng mà đèn vào mặt người dân này. Đứng ra ngoài. Người dân giám sát mà lại cầm đèn soi thẳng vào mặt này. Đứng đây. Anh nhắc anh làm việc đây mà bắt tôi đứng ngoài. Chúng tôi làm việc đây. Đúng rồi, tôi đứng đây tôi giám sát. Anh giám sát. Anh bỏ bằng tên ra. Anh đập xe tôi thì xuống làm việc anh chứ. Anh đừng có dùng. Đây có camera anh yên tâm đi. Bây giờ anh trích xuất ra. Rồi anh em nó xuống, anh em đang xuống đây. Anh em đang kéo xuống đây để cho xem nào. Đây anh này là tôi này, nhìn rõ mặt anh này là người đập này. Anh đừng nói thế, tôi xin lỗi anh. Anh này là người đập này. Tôi xin lỗi anh.
Tôi không soi đèn, không vào mặt, tôi không soi đèn mặt. Anh đừng soi đèn mặt tôi. Không có soi đèn mặt, tôi soi đất đây. Tôi sáng đất, đây anh này. Anh này này, người đập này. Đấy. Đấy. Còn anh kia thì không liên quan rồi, anh kia là đảm bảo là không liên quan được. Anh này này. Đấy, anh này đập này. Không, anh này thì không liên quan. Nhá. Anh đừng nói lời đấy phải đúng. Đúng rồi. Còn hai anh, một anh chặn xe tôi, một anh đập xe tôi. Chỉ hai anh thôi. Đấy. Một anh chạy gần, một anh đập. Anh cứ lúc anh không đập thì anh này đập mà anh chạy chặn. Anh đừng nói thế. Đây tôi có hình ảnh, yên tâm đi. Đây công an tỉnh Hưng Yên chạm ở chỗ phố lối. Đây chặn xe tôi lại, tôi dừng xe lại nhưng mà tôi chỉ chạy qua một phát dừng lại thì anh đập móc cửa xe tôi. Đấy, tôi chấp hành chứ tôi phải là chống đối hay tôi bỏ chạy đâu mà anh cầm đập xe người ta. Cái xe có vi phạm không? Tôi chả vi phạm gì á. Anh đập xe tôi, thế bảo vệ anh đập xe tôi. Anh vẫy mà anh vẫy. Tôi đang chạy. Anh ở đâu anh đến đây đúng không? Em ở Hưng Yên. Không, tôi đang nói là anh đang ở đâu đến đây tự nhiên tôi anh. Tôi vừa đây đến. Xe gì của anh? Tôi bị giả, tôi người dân tôi bị giả mà tôi đi vu cho anh đập xe thôi. Có hình ảnh đâu mà các anh cứ cãi nhỉ? Có hình ảnh đâu? Từ từ. Từ từ để tôi đang gọi người đến. Tôi đang gọi đến mở cửa. Anh bảo không đập đúng không? Đúng rồi, chúng tôi không đập. Anh không đập. Anh là không đập nhưng ông hai ông kia đập tôi. Ông nào đập xe hai cho tôi. Nhá. Nhá. Đây công an kia này. Anh bỏ bằng tên là gì nhỉ? Tên tôi đây. Tôi chưa. Bảo bài anh phải cắn họ em ấy. Tên đây. Chưa gì tên. Lê Quang Trung. Đấy, anh đang uống rượu đâu, anh đỗ xe 029. Nên 029. Rồi, tôi không chửi thời gian nhỉ? Tôi chửi. Đây, tôi lại xin tôi chưa hề chửi ai luôn. Bật mở lại chim lại luôn. Đây là việc của anh đấy. Anh đập xe tôi, anh đập xe tôi bây giờ anh bảo lại nói thế nhỉ? Anh đập xe tôi bây giờ dừng tôi chấp hành mà anh lại đập móc cửa xe người dân xong rồi anh cãi. Em xuống đến đâu rồi? Anh đang đứng ngay cho chạm ngay chỗ phố lối nhá. Cái chạm vẫn này đứng ngay chạm ngay cua cho thu phí xuống một tí đây. Đi về phía Hải Dương á. Tôi đang đi chưa kịp gọi là dừng xe đập dùng cái gậy đập móc cửa xe luôn này. Đây mọi người lại chim hộ tôi này. Đây. Đập móc cửa xe luôn này. Đấy. Dùng gậy cảnh sát giao thông đập móc cửa xe luôn. Người dân người ta chấp vi phạm thì vi phạm nhà nước vi phạm gì không? Ông dùng gậy ông đập xe ra. Cái kẻ tôi phạt tôi 50 triệu tôi phạt luôn. Nhưng mà cái tôi phạm tôi thì anh đập tôi thủ án thì anh đập tôi. Hả? Anh có vi phạm không? Anh tôi vi phạm thì anh có quyền lập biên bản xử lý phạt. Ok. Thì anh vẫy lại tôi chấp hành tôi dừng lại anh đập bụp vào cửa xe tôi. Đây hai anh này. Cái anh ở đứng ở giữa thì anh không đập. Nên là hai anh này bọn anh chặn anh đập. Đấy. Anh thì anh không đập. Ok, anh không đập. Ok. Đấy. Anh này anh không bỏ bảng tên ra, không biết anh gì. Đấy, người dân gọi xe là tài sản của nhân dân. Phải bảo vệ canh đập ra canh hủy hoại tài sản gì hết. Người ta phải hủy hoại tài sản của nhân dân, có anh chấp nhận được à? Anh đập cửa xe là mới bụp một cái. Đây gậy là của Dính Sơn đâu rồi. Gậy thôi. Xem cái đầu gậy là có đầu gậy là Dính Sơn không? Là xuống. Gậy của anh này đâu rồi? Anh sợ quá anh phải giấu gậy đi là anh đỡ đập à? Anh đừng làm thế nó chả làm sao đâu. Anh sợ quá anh phải giấu gậy đi à? Tôi có làm việc với anh đâu, anh một người nhỉ? Không, tôi không làm việc, anh này này. Đâu. Anh sợ quá anh giấu gậy đi. Anh cứ đứng ra ngoài, anh được quay, anh được giám sát. Đây, anh này là người đập này. Đấy, anh này, cái anh đứng nhỉ? Anh bỏ gậy ra, anh cầm này đấy. Anh không có bằng tên luôn. Còn hai anh này không đập thì cầm gậy đúng rồi, có tật vào giật mình, hiểu không? Anh này này. Anh đừng soi lại soi đèn mặt người dân này. Này, mọi người này, cầm đèn soi thẳng mặt người dân này. Xin lỗi anh này. Người dân có quyền giám sát mà anh hủy hoại tài sản của nhân dân. Anh hủy hoại tài sản nhân dân bây giờ anh lại cầm đèn soi mặt này. Anh uống rượu ở Hưng Yên. Anh cứ đứng trên này. Đây. Tôi bảo này. Tôi xin lỗi anh tên là gì nhỉ? Tôi làm việc anh không làm việc tôi, không làm việc anh, tôi làm việc anh kia cơ. Anh quay tôi biết anh nào. Anh quay kia. Quay anh đập tôi kìa. Tôi nghe này anh đập tôi kìa. Tôi muốn biết là anh tên là gì. Anh muốn quay anh em anh tôi là, anh em anh được. Tôi được. Tôi đúng không? Đây bằng lái giấy tờ bằng lái đây. Bằng lái tôi cho em xem giấy tờ luôn. Chứ bây giờ anh vào đây quay nó làm sao đúng không?
Đấy, các anh hỏi giấy tờ tên là gì thì cầm giấy tờ cho anh xem luôn. Đây anh hỏi giấy tờ của tôi đây, tôi xuất trình giấy tờ đây, chứng minh cảm giác không, cho anh xem. Không, đây tên là tôi đây. Tôi nói này, tôi muốn biết anh tên là gì, anh ở đâu, anh hiểu chưa? Đây. Nhất trí đấy, anh bình tĩnh. Rồi. Đây, tôi tên anh đâu ạ? Tên anh đâu ạ? Đây. Đâu? Đây. Đâu? Đây. Cái gì ạ? Anh tên là gì? Hảo. Xuống anh làm việc, anh được quay, anh được giám sát, anh làm việc. Tôi giám sát mà cái anh vừa anh bảo không làm việc với tôi, thế làm việc với anh đâu? Tôi làm việc với anh, tôi làm việc với anh hỏi tên, hỏi giấy tờ, tôi chuyển tên, tôi cho xem tên. Tôi không hỏi giấy tờ của anh, tôi muốn biết tên anh là ai, anh hiểu chưa? Bây giờ anh cầm gậy ra rồi à? Bây giờ mới cầm gậy ra, lau chùi sạch sẽ, cầm gậy ra. Tự nhiên anh xuống anh quay chụp anh em thôi, anh xuống anh nói cái câu nó chả làm sao cả đúng không? Còn anh quay được phép quay thôi, anh quay giám sát. Tôi được phép quay. Anh được phép quay, anh được phép giám sát luôn. Mà anh gọi bằng tên tôi xem tên tí nhỉ? Anh cảnh sát giao thông thì anh gọi. Tôi làm việc với anh đâu, đúng không? Mà tôi được giám sát cơ mà. Ủa, anh lại giấu tên như này thì... Anh được giám sát ở ngoài thôi. Anh phải bỏ bảng tên ra cho anh... người dân người ta biết anh là đang là ở đâu. Nhưng mà lý do... Anh đóng giả cảnh sát giao thông thì sao? Hả? Anh không nói thế. Anh bỏ ra đúng rồi. Anh nói thế nó không chính chính vì lẽ anh bỏ ra tôi sẽ không được thế. Nhưng mà lý do tôi là không nói chuyện với người đang có rượu. Anh kiểm tra rồi. Anh đang đeo... Tôi là ta biết. Thế anh say chưa? Anh say chưa? À? Anh say chưa? Tôi không có. Ông say bỏ cái tên ra, anh bỏ cái tên ra. Tôi mày cùng vào thổi. Anh bỏ cái tên ra. Tôi mày cùng vào. Alo. Được chưa? Anh bỏ cái tên ở ngay chỗ phố lối vậy nhá. Con đang đi tự vẫy con lại xong còn đập móc cửa xe luôn, bây giờ cãi là không đập. Bà mẹ cái điện cho bác đi. Vâng. Tôi xe tôi làm, tôi làm bảo hiểm chẳng mất gì nào. Lúc anh xin tình cảm anh nói không may lỡ tay, ok. Tôi xóa cả cái livestream mình luôn, nhưng anh cái kiểu như anh thế này sẽ ok. Anh em chia sẻ mạnh vào cái đây, công an thành phố Hưng Yên này, đàn áp nhân dân, đập tài sản, hủy hoại tài sản nhân dân, bây giờ cãi là không đập đấy, ý là hỏi người dân, bây giờ người dân đi một mình hỏi bằng chứng đâu đấy, cái người dân bây giờ là đi một mình là không có bằng chứng, là các anh làm gì phải nghe đấy, anh đập cửa hay anh phải hủy hoại tài sản hay anh thậm chí là làm bất kể chuyện gì mà người dân đi một mình ra đường là không có bằng chứng là sẽ thua. Em xuống đâu rồi? Nghe rồi. Đấy, bây giờ công an Hưng Yên là đi qua tỉnh Hưng Yên ấy, là anh em là phải đi 4-5-7 người vào, đi một mình là người sẽ bị là không có bằng chứng này, bị hủy tài sản sẽ không bằng chứng đâu. Cho nên anh em đi qua Hưng Yên là phải đi thật đông à. Đập mất cửa xe của người dân ra, xe là tài sản nhân dân, anh cảnh sát giao thông anh phải bảo vệ chứ. Anh đập hỏng của người dân ra rồi, anh cãi là anh không đập. Anh hỏi bằng chứng đâu? Thế tôi hỏi mọi người là mọi người chia sẻ mạnh tôi là người dân đi một mình ra ngoài đường bị cảnh sát giao thông là đập xe là không có người thứ hai là không bằng chứng đúng không? Ba anh đều cãi là không đập. Thế tôi có bị dở hay tôi bị điên hay tôi bị lú mà tự tôi dừng công an Hưng Yên tôi ăn vạ là bị đập xe. Để công an như con đồ, anh sao lại đen à? Anh đừng nói thế, xin lỗi anh đừng nói thế. Anh con đồ, đập xe tôi anh rõ ràng anh đập xe là hành động của con đồ. Anh đập xe tôi có rõ. Anh gọn vào đây, xe nó đập không? Tôi chả uống rượu đâu cả, uống rượu là bán. Tôi, anh có điều khiển xe đâu mà tôi làm vậy. Thế anh có uống rượu? Tôi bảo anh lấy cái gì anh bỏ tôm rượu? Anh lấy gì tôi bảo tôm rượu? Anh lấy mũi không anh gửi à? Tôi bảo anh bây giờ anh có trong người anh có rượu anh đứng gọn vào. Tôi đang ra xe tôi, tài sản tôi. Mẹ anh dùng mũi anh gửi tôm rượu à? Mẹ đập xe ta rồi bảo tao uống rượu rồi say rồi ăn vạ rồi sao? Là xe lại đập này bỏ ăn vạ này. À, các anh công đang đi vẫy anh lại, anh vẫy lại đỗ lại đập bụp phật cửa xe, anh móc cửa xe luôn, giờ cãi là không đập. Cái nhà này có camera này. Em bảo đây. Em xem là xin cái camera hình ảnh nhà kia nhỉ? Đây công đập móc cửa xe anh giờ cãi là không đập. Nhà này có camera này. Anh vẫy lại, anh dừng vào kia chưa kịp dừng công đập bục phát cửa này, hỏng móc cửa kia kìa. Em không. Anh vào đây. Đây căn nhà này có camera này. Nó làm sao anh? Đập cửa xe tự đập thôi. Không có luôn, không nói gì luôn. Ui, em sợ bắt gọi là bắt được bạn. Không lại bây giờ không sợ bắt không?
Bây giờ anh không tham gia đâu. Anh đợi em. Em ơi. Vâng. Em anh nhà họ như vừa đi qua chỗ nhà chỗ chỗ nhà cậu. Mẹ tự anh đập bụp phát ra đâu. Không. Không chỗ đập bụp phát. Cửa xe bọn em. Anh em ở trong trại nhé. Nhà này có camera này. Đó, anh đi qua chỗ chỗ anh đâu. Anh em trong cái chỗ này. Đập cửa xe. Giờ liên hệ nhà này xin cái hình ảnh nhỉ. Anh vừa gọi em vừa xuống đấy. Mọi người chia sẻ mạnh cái công an công an tỉnh Hưng Yên. Anh ơi, bác lực anh bỏ bắt được cái bạn cho xử lý con này. Bác anh bảo không. Tức là bây giờ như này, anh không tham gia giao thông. Hiện tại thì anh không tham gia thông, không có quyền xử lý anh, nhưng mà đập anh là đúng vậy. Em hiểu không? Bây giờ đứng đây cũng dẻo. Thế anh lái xe à? Anh lái xe, nhưng mà không hề có lỗi tốc độ, không hề có lỗi cồn, anh đi từ từ. Anh chưa kịp phanh thôi, không có anh dẻo. Alo. Nhưng mà các anh bảo gì? Nó cãi, nó không đập, chả có lỗi gì cả. Cãi nó không đập. Đừng nói dẻo, đây. Anh điện cho bác này, anh bỏ bác này quay rồi làm gần nạn xử lý này. Đấy. Anh cảnh sát giao thông chia sẻ mạnh rồi cái. Đấy, tài sản của nhân dân anh là cảnh công an, các anh công an bảo vệ anh hủy hoại tài sản nhân dân là anh cãi bấy các bác. Chú ở nhà này cũng nhỉ? Nhà này. Đây là cái xưởng đấy mà. Vâng. Là xưởng cái biển nào đây à? Sao phải. Cái biển nhà mình đây rồi, nhưng bên kia là cái xưởng. Xưởng nhà khác rồi. Nhà ấy bên khác. Giao thông đi nó dừng lại đập bụp phát móc cửa nó giở cãi. Đập cái xe làm sao không? Móc cửa luôn nhá, móc cánh nhá. Thôi cứ nói chuyện này qua thì. Nó cãi, bây giờ nó cãi chứ, kể nó không cãi trong bực. Đấy, đi qua Hưng Yên, đi anh em đi chơi Hưng Yên về. Lên thăm các anh em ở Hưng Yên. Xong rồi đi qua cái chốt giao thông ở chỗ phố lối B. Các ông ấy lại thổi co, thổi mình cũng không thổi, lại ngoắc đập bụp phát ở cánh cửa mình. Giờ nói ra ông nào cũng cãi. Cái phắng cái phén. Đấy, mọi người chia sẻ mạnh thôi đấy. Đấy, biển này 89A đấy, 00358. Bây giờ là bây giờ luật pháp bây giờ là không còn công bằng nữa. Đấy là người dân rất là bất bình khi người dân đi mình là bị cảnh sát mà đấy bỏ đi hết này mọi người đấy, đập vào của người dân đấy, xong bây giờ bỏ nhân dân là bằng chứng đâu đấy, xong bây giờ bỏ đi đây đấy. Các anh công an tỉnh Hưng Yên đấy, mọi người lại chỉ mạnh à. Đây các anh công an tỉnh Hưng Yên đây, bỏ đi hết đây đấy, bảo người dân là không có bằng chứng gì đây, không đứng lại nói chuyện người dân mà bỏ đi. Không đứng lại giải quyết người dân mà bỏ đi này, đây các anh ạ. À. Đây. Đây. Mọi người xem như thế được không? Đấy, cảnh sát, công an, nhân dân, ăn lương của nhân dân. À, người dân trả lương, đóng thuế để trả lương. Bây giờ là hủy hại tài sản nhân dân, bỏ đi 3 xe này. Đấy. Hỏi người dân là bằng chứng đâu? Đây, người dân đi một mình qua đường Hưng Yên là phải là có bị làm sao gì nữa thì cũng chỉ nói là không bằng chứng thôi. Mà đập bóp cửa anh đứng xuống đó nói chuyện bình thường giải quyết anh ok. Nói anh bảo là thôi không may nữa vậy không vào. Em cãi tắng tén là không đập. Mà trong cái ông đứng chặn đường đập xe mình thì mẹ nghe tức không. Mình mẹ mình là dân xã hội, mình phải dân vớ vẩn đâu mà mẹ thích nhà thích à. Anh đây. Bóp cửa.
không không rượu, rượu không qua. Mày gọi là anh người anh đang không tham gia giao thông. Em bảo không không. Mày đi ở đây không không đi đâu. Đang anh đang chơi cho mày đâu. Cái xe mình có bảo hiểm đúng không? Có bảo hiểm nhưng mà ông đập phải chịu nhiệm, ông phải phải xin lỗi biểu thế. Ông đập ông bảo không nói gì. Đấy, giao thông bỏ đi rồi. Đấy mọi người livestream mạnh chia sẻ mạnh rồi. Cảnh sát giao thông tỉnh Hưng Yên đấy. Thôi đi hết rồi anh ạ. Tại đó. Đi thì nó phải chịu nhiệm, đăng ảnh rồi nó phải chịu nhiệm. Đây là mấy anh em ở dưới Hải Dương. Mẹ mình đang đi đập xe mình. Đâu, lần chưa kịp chặn nó đập nó mới bục phát rồi. Là đi qua đây, em... Ê, anh đi làm trong kia. Anh không? Em đi làm trong kia thì là nó vậy em tấp tấp rồi à? Quanh quanh đội một cái điện cho anh đơn giản. Không phải, em đi làm trong. Lỗi gì lỗi em đi làm trong công chặn cái em lách gì không? Thằng chạy ông đập bụp phát được cửa anh hiểu không? Anh em không biết đâu kia. Phương có lạ thì anh cứ quanh cái khu đội một cái gì quanh điện cho anh. Mà ông đập rồi có kịp nói chuyện đâu, ông đập chưa dừng xe ông đập luôn rồi. Quanh đây có gì? Thằng Phương có số của anh rồi, bên quanh anh em mày đây có gì mà điện thẳng cho anh, nếu mà điện cho anh. Đang ở chỗ nhà đầu đi hết. Điện thẳng cho anh cái này. Và nếu như mà anh em thấy thích video này thì đừng quên để lại cho mình một like, một share và nhấn vào cái nút subscribe đăng ký kênh YouTube của mình.